Cánh đồng quê bạn có gì? Nhớ hồi còn bé, cứ lẽo đẽo theo bố mẹ ra đồng để làm cùng. Tuy chẳng giúp được gì nhiều, nhưng mình luôn cảm thấy vui vì chí ít một phần công sức của mình cũng làm vơi đi chút nặng nhọc của ba mẹ. Lớn lên, đi làm xa, thời gian về quê dần ít đi, nên mỗi lần về nhà là mình lại tìm ra cánh đồng ấy để tìm lại một chút hương vị thân quen của ngày xưa. Nhìn các bác nông dân đang chăm chút cho từng mầm xanh, ta mới thấy chân quý hơn những bữa ăn hàng ngày mà mình đã từng có. Không biết cánh đồng quê bạn có gì, chứ còn quê mình vào mùa này thì đặc trưng là những luống cải cúc xanh gì, khóm hoa cải nở trắng một góc trời, hay đó là những tiếng lẹt kẹt của củ lạc phơi phủ đầy một góc đường. Dù đi đâu, làm gì, hương vị quê nhà vẫn luôn là thứ quà tinh thần mang theo không thể thiếu của mỗi người. Ở đâu đó có mỏi mệt, bạn hãy nhớ mang món quà đó ra để bồi bổ, để thưởng thức cho tinh thần của các bạn được vơi bớt nhé.